con về rồi hả? Dạ con mới về. Ba đã chịu quay trở lại với xã hội loài người rồi hả bà Thanh? Thì ông nội mới mất nè, sao không về được? Bữa nay là đêm cuối, chắc chắn ba má sẽ họp về cái chuyện phân chia tài sản của ông nội đó. Bà nghĩ mình có được thừa kế nhiều không? Đồ già, có không? Nhưng mà rất tiếc phải báo một tin, anh Sơn trễ 2 tỷ 7. Nếu như không muốn nhà có thêm đám tang, thì nên đưa tụi này trước sáng mai. Tài sản có chia không ba? Chia nợ ra để gánh á. Chồng của em giàu có như vậy, em cứ thử năn nỉ đó thì coi làm sao. Giấc cả gia tài để phục vụ cho chuyện cờ bạc của ông. Ông có biết là ông ngu lắm không? Rõ ràng ba đang thiếu nợ xã hội đen có đúng hay không? Đúng. Thảo giờ sáng mai nếu tao không trả hết nợ thì tụi nó giết tao đó. Bây giờ gia đình của em rất là khó khăn, anh có thể giúp đỡ em được không? Em muốn anh chia gia sản với em. Em không được gặp con. Đi đâu? Trời ơi, trốn chứ còn đi đâu nữa. Anh tôi trốn đi. Vô lòng không chưa? Tại sao biết bao nhiêu người bị đánh mà chỉ một mình ta bị bệnh? Còn bà tưởng một đứa nghiện như tôi là bình thường hả? Nói được bà cứ tội với gia đình này. Một đứa điên, một đứa nghiện mà dám lên đánh tao hả? Sáng mai rồi biết. Lẽ nào tính mạng của ba đang bị đe dọa mà không một đứa nào chịu hy sinh hết là sao? Đúng rồi, tôi không bao che cho ông nữa. Đã đến lúc ông phải nhận tội đi. Trước sau sớm muộn gì, anh cũng phải lựa chọn đấu tranh cho gia đình của anh, là vợ con của anh. Ngay lúc này đây nè.